Alright, now let's come to types of money. Chúng ta vừa mới tìm hiểu các từ liên quan tới tiền, một số tính từ, một số động từ, một số danh từ người ta hay dùng để nói tới tiền, right? Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần chính của chúng ta. Phần chính thứ nhất sẽ là number one, types of money, loại tiền. Alright, now let's look at the picture on the board. Tờ tiền ở trên bảng rất là quen thuộc với chúng ta, phải không nào? It's very, very popular for you, right? Now, chúng ta sẽ được học đến 4 loại tiền khác nhau. Thực ra không phải là khác nhau mà là những cách gọi khác nhau về tiền mà thôi. Right? The first one, paper money. Cái tờ tiền giấy chúng ta hay dùng, chúng ta gọi nó là paper money. Alright, tiền giấy. Coin. We have coin, tiền xu, right? Okay, the one is round, made of metal. Tiền xu, very easy. And also we have bank notes. Bank notes. Bank notes cũng là một cách gọi khác của tiền giấy, right? Bank notes issued by the bank, tiền xuất bản bởi ngân hàng, right? Và cuối cùng, cái tờ 500.000 mà chúng ta nhìn trên bảng, chúng ta sẽ gọi nó là gì? Tờ tiền 500.000. Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói nó như thế nào? Right? Đấy chính là từ cuối cùng, chúng ta có 500.000 đồng note. Như vậy chúng ta chỉ việc thêm từ note vào cuối của các tờ tiền với các mệnh giá khác nhau. Ví dụ tờ tiền có mệnh giá 10 đô, chúng ta còn nói là $10 note. Alright? Rất đơn giản phải không nào? Okay. Nào, chúng ta lại tiếp tục bước sang phần thứ hai. Và phần thứ hai này chúng ta sẽ được học nhiều từ hơn nữa liên quan tới tiền. Nhưng không phải là tiền giấy, tiền mặt, mà chúng ta sẽ có tiền dưới mọi hình thức, dưới nhiều hình thức khác. Right? Okay. Nào, đầu tiên chúng ta hãy nhìn lên trên bảng và chúng ta thấy có cột A và cột B. Bên cột A là các từ mà chúng ta cần học và bên cột B là phần giải nghĩa của nó. Vậy việc của chúng ta sẽ là thử đoán nghĩa thôi. Chúng ta có thể biết một số từ, có thể chưa biết một số từ, nhưng chúng ta cứ thử đoán nghĩa xem sao, right? Okay. Phần giải nghĩa rất đơn giản và không hề có từ mới, giúp chúng ta có thể đoán được nghĩa của từ rất dễ. Okay. Now, let's match them together. Nối cột A và cột B trong 3 minutes, 3 phút nhé. Okay, now let's check it together. Now bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa, cùng nối cột A và cột B nhé. Alright, chúng ta phải nghe thật kỹ nghĩa của các từ này. Okay, now firstly, number one, salary. Salary. Salary có nghĩa là tiền lương. Nhưng tiền lương này có một điểm đặc biệt là lương trả theo tháng hoặc trả theo năm. Như vậy chúng ta mới dùng từ salary. Okay, now salary của chúng ta sẽ được nối với cái gì nhỉ? We can see money you get paid monthly or annually. Tiền mà chúng ta được nhận hàng tháng hoặc hàng năm. H. Như vậy, number one, go with H. Một đi với H. Alright. Number two, currency. Currency. Currency chính là tiền tệ nói chung. Và khi đã nhắc tới tiền tệ nói chung, mỗi một nước chỉ có một loại tiền tệ duy nhất. Ví dụ Việt Nam chúng ta có Việt Nam đồng. America, Mỹ, người ta có USD, alright. Các nước châu Âu người ta có đồng Euro, okay. Như vậy chúng ta sẽ có currency nối với C, the money used in a city, a country, sorry. The money used in a country, tiền được sử dụng trong một nước thì gọi là tiền tệ và chúng ta gọi nó là currency. Number 2 go with C, số 2 đi với C. Number 3, invest. Invest là động từ đầu tư. Và khi chúng ta đã nói đến đầu tư, có nghĩa là nó phải đi với F, to put money into business, mang tiền vào kinh doanh, có nghĩa là đầu tư. Alright. Number 4, ATM. ATM quá quen thuộc với chúng ta rồi, chúng ta hay đi rút thẻ các bốt ATM. Và thực ra ATM được viết tắt của từ Automatic Teller Machine, máy rút tiền tự động. A. Như vậy số 4 đi với A, right? Number 5, wage. Wage cũng là tiền lương, nhưng khác với salary là lương theo tháng, lương theo năm, thì wage là lương theo ngày hoặc theo tuần, right? Như vậy wage sẽ nối với J, tiền mà chúng ta kiếm được hàng tuần, chúng ta sẽ gọi nó là wage, right? Number 6, change. Change bình thường chúng ta biết nghĩa của nó là sự thay đổi. Tuy nhiên trong này change cũng có nghĩa là một loại tiền. Chúng ta đi mua hàng, chúng ta giả tiền và người ta giả lại cho chúng ta tiền thừa. Vậy cái khoản tiền thừa đó chính là change, tiền thừa, tiền thối lại, right? Number 6 go with D.
Money you get back when you buy something. Tiền chúng ta nhận lại khi chúng ta mua một cái gì đó. Như vậy số 6 đi với they, right? Number 7, withdraw. Withdraw. Động từ withdraw chính là rút. Alright, như vậy chúng ta hiểu là withdraw có nghĩa là rút tiền. Như vậy số 7 sẽ đi với I, take money from a bank account. Rút tiền từ tài khoản ngân hàng, right? Number 8, pocket money. Pocket money sẽ rất quen thuộc với trẻ con, right? Chúng ta chưa đi làm, chưa có tiền và bố mẹ cho chúng ta pocket money. Như vậy pocket money được gọi là tiền tiêu vặt. Alright, number 8, you will go with G. 4 đi với G. Số tiền mà được bố mẹ cho trẻ con, right? Okay. Number 9, interest. Interest. Interest có nghĩa là lợi nhuận. Chúng ta gửi tiền ngân hàng hoặc lãi suất. Chúng ta gửi tiền ngân hàng và chúng ta được nhận một khoản tiền. Đó gọi là lãi suất. Alright. Number 9, will go with E. Extra money you receive monthly or annually if you keep money in the bank. Đây là khoản tiền thêm mà chúng ta nhận được hàng tháng hoặc hàng năm nếu chúng ta gửi tiền vào ngân hàng. Như vậy, đó gọi là lãi suất, interest. Và cuối cùng chúng ta có từ grant. Right? Những bạn nào có học bổng đi du học chúng ta sẽ rất quen thuộc với từ grant này. Vì grant nối với B chính là số tiền mà chúng ta nhận được để chúng ta có thể đi du học, đi học ở nước ngoài hoặc đi du lịch ở nước ngoài, right? Như vậy, grant, tiền để chúng ta đi du học hay còn gọi là học bổng. Okay?